Người dân huyện Mỹ Đức phấn khởi đi làm căn cước công dân dịp nghỉ Tết Nguyên Đán. Sáng sớm ngày mùng 4 tháng 2, tức 4 Tết, rất nhiều người dân trên địa bàn huyện Mỹ Đức, Hà Nội phấn khởi rủ nhau đến các điểm cấp căn cước công dân gắn chip để làm căn cước mới. Ngay từ 6 giờ 30 phút sáng, nhiều cán bộ công an cùng máy móc đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ nhân dân trong đợt nghỉ Tết. Theo chỉ huy công an huyện Mỹ Đức, thực hiện kế hoạch cấp căn cước công dân gắn chip cho nhân dân trong đợt nghỉ Tết Nguyên Đán 2022, hàng chục cán bộ chiến sĩ của đội quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các xã đã chuẩn bị chu đáo máy móc, thiết bị sẵn sàng làm việc xuyên Tết phục vụ nhân dân trên địa bàn. Đây là thời gian nhiều công dân, người lao động trên địa bàn trở về quê nghỉ Tết sau thời gian dài đi làm ăn xa chưa thể làm căn cước, nên các cán bộ chiến sĩ thuộc công an huyện Mỹ Đức được sắp xếp, bố trí làm căn cước đến hết ngày 28 Tết. Ngay sau đó, sáng mồng 4 Tết lại tiếp tục triển khai công việc cấp căn cước đầu xuân mới, phục vụ nhân dân. Sớm ngày mồng 4 Tết, rất nhiều người dân của xã Tuy Lai, Hợp Thanh, Hợp Tiến phấn khởi đến địa điểm cấp căn cước công dân để mở hàng làm chiếc căn cước mới. Trong niềm vui xuân mới, nhiều người xa quê được trở về nhà đoàn tụ ăn Tết và tranh thủ hoàn tất các thủ tục hành chính trong thời gian được nghỉ lễ. Được các cán bộ, chiến sĩ tận tình hỗ trợ, làm việc xuyên nghỉ lễ, nhiều người dân bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc và ghi nhận nỗ lực, cố gắng vì nhân dân phục vụ của công an huyện Mỹ Đức. Năm 2021 tôi đi làm ở Kon Tum, do dịch bệnh phức tạp nên cả năm chẳng thể về nhà, nhiều giấy tờ thủ tục như căn cước công dân cũng chưa làm. Rất may, Tết Nguyên Đán được nghỉ dài nên tôi quyết định về quê. Ngay chiều và tối mồng 3 Tết, tôi nghe loa phát thanh và lực lượng công an xã đến tận nhà thông báo có thể đi làm căn cước công dân ngay trong đợt nghỉ Tết. Tôi rất bất ngờ và phấn khởi. Trước giờ cứ nghĩ rằng các thủ tục hành chính chỉ giải quyết trong giờ hành chính. Ngày hành chính nhưng giờ đây suy nghĩ đó đã bị xô đổ bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an trong cải cách thủ tục hành chính và quyết tâm vì nhân dân phục vụ. Các đồng chí đã làm việc xuyên ngày nghỉ, lễ Tết để phục nhân dân một cách tốt nhất. Trong sáng hôm nay, tôi cũng chỉ mất chưa đầy 15 phút để hoàn thành các thủ tục làm chiếc căn cước mới. Tôi rất vui và cảm ơn lực lượng công an cơ sở, anh Nguyễn Đức Minh ở xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức chia sẻ. Đến 17 giờ chiều mùng 2 tháng 4, công an huyện Mỹ Đức đã cấp căn cước công dân cho gần 250 trường hợp tại 4 điểm trên địa bàn.